Nếu như em biết được ai là người giết cha và mẹ em, em sẽ giết chết tụi nó. Thứ gì đã tạo nên tôi bây giờ? Nhìn gì mày? Cưng, không khác anh qua. Sạch sẽ chưa? Để nó qua nó kiếm chuyện rồi tôi không biết đâu nha. Yên tâm đi. Mấy nay mày có thấy thằng cha mày đâu không Tài? Hỏi mày có thấy thằng cha mày đâu không? Ổng không phải cha con. Chứ ai mới là cha của mày? Mà tao còn không biết, sao mày biết được? Thì mày cứ coi đại ông hoàng là cha của mày đi. Khôn khéo, sống cho dễ biết chưa? Vậy con thấy mẹ cũng ngọt ngào với ổng, mà sao ổng cứ đánh mẹ hoài vậy? Để mày cãi tao hả? Bây giờ đi qua bên bà Tám coi có ổng có bệnh không, kêu ổng dậy đi cho tao. Khoan, sẵn á ghé mua đồ ăn chiều luôn nghe không? Chính chính nè, lẹ mày. Sĩ, mẹ kêu chú về. Heo nè, chặt heo nè. Mẹ kêu chú về. Mày heo mày, mẹ ra đây. Mẹ nó bài đăng đen mà tới mày ám tao hoài à. Về với con mẹ mày đi. Biến tành tành. Ê, con Lăng làm đĩ mà mày cũng quen được nữa hả? Tiếp. Nói chứ đừng giận. Còn đó, thằng ủi nó rồi đó, công nhận mông to thiệt. Mẹ tao. Mẹ tao.
mày về sao? Thằng nào đụng đến nó chém chết mẹ rồi hơn. Nghe nha. Mẹ ơi, dậy ăn cơm. Cái gì mà giờ này mới lết về được tới đây? Rồi ổng đâu? Ổng đi nhậu rồi. Ủa, cái chân mày sao á? Không sao. Ôi, cuối cùng cũng lết về được tới nhà. Chứ không có chích bờ chích bụi đâu hết. Tao đi hay về là việc của tao. Còn mày, đưa tiền đây, tao đi công chuyện. Tiền nào? Mày hôm trước tao đưa mày mấy triệu đâu, đưa nhanh lên. Mày khùng hả? Tiền mày lấy mày đi đánh bài hết trơn, về về nói mày gửi tao mấy triệu. Cái gì? Tao lấy hồi nào? Tao mới gửi tiền mày mà giờ mày nói hết. Mày đem cho trai ăn đúng không? Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Ở nhà này là tao nuôi mày nha. Cái gì? Mày chỉ là con điếm rẻ tiền thôi. Tao chịu ở với mày á là may cho mày lắm rồi á. Hai mẹ con mày, hai mẹ con mày chỉ là cái thứ ăn bám. Tiền của tao đâu? Đưa đây. Mày lẹ lên. Mày, mày buông ra. Mày thích nhìn lắm đúng không? Mày chỉ là thằng không cha. Mày chỉ là thằng bị bỏ rơi thôi. Mày thích nhìn đúng không? Coi tao đánh mẹ mày nè. Mẹ mày. Mẹ mày. Mẹ mày. Mày ôm mẹ ra ra. Mày mà đánh mẹ tao tự nhiên mày đó. Bé này. Bé. Bé. Mày còn tiền đúng không? Tiền đây. Cầm. Đi ra khỏi nhà tao. Đi. 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 Để tao coi hai mẹ con mày không có tao sống hay sao? Ai dạy mày? Ai dạy mày? Tạm giác nha. Ê, tạm giác, giác là tăng giam, tăng là đánh giam là cảnh. Lão đi. Thôi đi hát karaoke. Dạ anh đây. Mà đi hát karaoke quán mẹ anh làm ha. Mai mốt đừng có nói về chuyện mẹ ta làm quán karaoke nữa nha. Nào. Mai mốt tao tính nghỉ học, đi theo anh gài kiếm tiền luôn. Còn mày theo tao không? Tự nhiên cái đen đi học vui, cái nghỉ học mà ông bà già em á cũng cho em vô đại học. Vô đại học mới có tương lai, em có vợ được. Nếu mà anh Tài nghỉ á, để em nghỉ luôn. Em chán học dữ rồi. Đi theo tao là đi chém lộn mướn á. Tụi bay sợ không? Hơi sợ. Một là sợ, hai là không. Hơi sợ là sao? Đi với tao là chém chết á, mất mạng luôn á. Còn nếu mà không sợ á thì đi. Anh Tài nói dễ quá, mà đó giờ không thấy anh Tài sợ gì hết.
Giờ biết. Ủa anh Tài sợ gì vậy anh Tài? Nói làm chó gì? Đồ nhiều chuyện, đồ đàn bà mày. Đàn bà không? Đàn bà không? Vô. Tài! Tài! Lấy chai cho nó luôn. Mà khoan! Tụi nó quýnh em ở quậy, em đem đi chơi với con bồ em. Tụi nó dí nó quýnh em quậy nè. Ở đâu? Ở ngoài kho hàng á anh. Thằng nào đã đem tập? Nó rồi anh. Nhanh! Con Tài chó điên mà tụi bay nói là. Đi đâu về quần áo thấy ghê vậy? Quên lộn. Nữa? Ủa mẹ, mặt mày bị gì vậy? Tao bị té. Tao té gì mà kỳ vậy? Tao nói tao bị té là bị té. Hỏi gì hỏi hoài vậy? Nói đi, ai đánh mẹ? Ai đánh mẹ? Mệt quá. Mày đi ra đường á, mày kiếm chuyện người này người kia được. Vậy đem có nạt nổ tao nghe chưa? Tôi nói với mẹ rồi. Mày nghĩ làm cho nó đi. Tôi lo cho. Mày lo được cái gì? Chưa học lớp 11 nữa lo cho ai? Tôi không cần biết. Tôi lo cho mẹ thôi, tôi lo được. Mà mẹ nói đi, mẹ nói đi. Ai đánh mẹ? Ai đánh mẹ? Tao nói mấy thằng khác. Là ai? Thằng Hải xây dựng. Nè nè nè, mày làm gì vậy? Em giết mẹ đó. Tài! Tài! Vô. Ừ. Rồi. Đầu tuần phát lương ha. Đó tí mày. Nó là gì? À, con bà Lan. Chỗ mình tới hát karaoke đó. Sao đánh mẹ tao? Làm ly mày. Cái gì đâu mà. Tao hỏi sao đánh mẹ tao? Ơi, có cái gì đâu. Thì mẹ mày phục vụ thì tụi tao đến hát vui chơi chứ có làm gì đâu mà uống ly đi. Tao cấm mày đánh mẹ tao. Cái gì vậy mày? Bây giờ mẹ mày là phục vụ. Tụi tao tới đó thì mẹ mày phải phục vụ tụi tao. À, muốn kiếm chuyện hả con? Biến đi mày. Biến ra khỏi nhà tao. Tao cấm mày đánh má tao. Không ai được đánh má tao. Tôi xin cầu. Má cho ông đi. Tôi xin cầu. Ông đừng làm như vậy. Không cho mày được đánh má tao. Tôi xin cầu. Cậu ơi! Mẹ! Cậu ơi! Cậu ơi! Mẹ! Cậu ơi! 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 Cậu
vô đây với chồng tôi rồi. Ơi nữa giùm con. Mày làm cái gì người ta vậy Tài? Con đâm nó chắc nó chết rồi. Đừng sợ nữa, nó không đấm mày được nữa đâu. Nó giết người rồi. Đúng đúng đúng, nó đang ở đây nè. Mẹ mới gọi ai vậy mẹ? Tao hết giải mày nổi rồi. Tất cả mấy thứ này là mẹ dạy cho con. Con làm tất cả mọi thứ là vì mẹ. Sao mà kêu người ta bắt con? Tại sao vậy mẹ? Tại sao vậy mẹ?
tôi đã ra tù sau 10 năm trời. Suốt 10 năm qua tôi đã ân hận và trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà mình đã từng gây ra. Giờ tôi không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì với quãng đời còn lại của mình.